Con là Nguyễn Nguyệt Linh, chuẩn bị năm nay là con lên lớp 6. Bắt đầu khai giảng, nhà trường thường cho các lớp thả bóng bay lên trời. Sau những thông tin con tìm thấy được thì bóng bay được làm từ ni lông, tức là từ nhựa. Đó là bức thư mà 3 năm trước, Nguyễn Nguyệt Linh đã gửi hơn 40 thầy cô hiệu trưởng ở Hà Nội với mong muốn không thả bóng bay trong ngày khai giảng. Từ lá thư đó đã thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người về bảo vệ môi trường. Rất nhiều trường học trên cả nước đã không thả bóng bay trong ngày khai giảng. Không dừng ở bức thư lay động đó, năm học lớp 7, Linh đã cùng hai người bạn thân của mình tự lên ý tưởng viết ra một câu chuyện nhỏ về rừng. Những thông tin về rừng để lan tỏa tình yêu đó cho các bạn nhỏ và nhiều người hơn. Cuốn sách Một mẩu rừng cho bạn được xuất bản. Mỗi cuốn sách với giá 50.000 đồng, tương đương với một cây giống cho huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Cuốn sách đã truyền cảm hứng cho thầy và trò, cũng như phụ huynh trường Mercury, để nhà trường có một quyết định nhiều ý nghĩa. Một cánh rừng sa mộc ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Con cảm thấy rất là vui khi mà, cũng như là rất là hào hứng khi mà nhìn thấy cái khu rừng trồng của trường. Và con cũng rất là biết ơn khi mà những cái đóng góp của các bạn học sinh cũng như là các vị phụ huynh và cán bộ thầy cô ở trong trường. Hiện Nguyệt Linh vẫn tiếp tục viết sách, tham gia các hoạt động truyền thông về môi trường, điều hành một câu lạc bộ về bảo vệ động vật hoang dã. Mới đây, Nguyệt Linh là một trong 33 gương mặt của cả nước được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Môi trường Việt Nam 2021 bởi hành trình truyền cảm hứng bảo vệ môi trường của em. Trao cái giải thưởng rất là danh giá này dành cho một bạn học sinh nhỏ tuổi. Khi bạn ứng cử vào cái giải thưởng này, bạn học lớp 7, năm nay bạn lên lớp 8. Thế thì đây cũng là một cái sự ghi nhận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đến một cái bạn nhỏ học sinh cụ thể như là một cái tấm gương rất là tốt để có thể mang lại cái nguồn cảm hứng cho những bạn nhỏ khác. 14 tuổi nhưng tình yêu với môi trường của Nguyệt Linh lớn hơn rất nhiều so với tuổi của em. Và con cũng muốn gửi đến thông điệp với những cái bạn mà có đam mê cũng như là cái tình yêu đối với thiên nhiên như con, rằng là các bạn ấy có thể có cái sự dũng cảm để nói lên tiếng nói của mình và từ đó truyền cảm hứng và truyền cái thông điệp của chính các bạn ấy đến với nhiều người hơn ạ.